Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. Trong showbiz có những tình yêu đẹp, cặp đôi đẹp nhưng vì lý do nào đó mà họ không thể có được một happy ending. Chính vì vậy mà những cặp đôi có thể nên duyên vợ chồng, có thể hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà trong thế giới showbiz đầy thị phi này, khiến cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Bạn yêu thích cặp đôi nào? Hãy cùng comment ý kiến bên dưới nhé! 1. Mỹ Linh, Anh Quân. Trở lại Việt Nam vào năm 1997, nhạc sĩ Anh Quân cùng ban nhạc anh em tham gia cộng tác với một ca sĩ trẻ đang lên, đó là Mỹ Linh. Ca khúc Biển Hát sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chính là cha của nhạc sĩ Anh Quân. Sau này xuất hiện trong album Tóc Ngắn năm 2000 là lần đầu tiên hai người quen nhau. Kể từ những ngày đầu tiên ấy, đến giờ tình cảm mà hai nghệ sĩ dành cho nhau vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thành tựu trong cuộc hôn nhân của ca sĩ diva số 1 Việt Nam cùng nhạc sĩ tài năng Trương Anh Quân chính là ba người con, Trương Anna, Trương Anh Duy và Trương Mỹ Anh. Hai người vẫn luôn cho rằng ba người con chính là sự nghiệp và niềm tự hào lớn nhất của hai nghệ sĩ. 2. Cẩm Ly, Minh Vi. Cẩm Ly luôn khiến khán giả say đắm với những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mà đậm chất dân ca. Minh Vi tên thật là Đoàn Hữu Minh, là một nhạc sĩ cũng thiên về sáng tác ở dòng nhạc nhẹ và dân ca Nam Bộ. Năm 2004, ca sĩ Cẩm Ly kết hôn với nhạc sĩ Minh Vi và có một cuộc sống gia đình hòa thuận êm ấm. Hiện nay, gia đình nhỏ của hai nghệ sĩ có hai bé gái là Cẩm Uyên sinh năm 2005, tên thường gọi là Thỏ, và Cẩm Anh sinh năm 2008, tên thường gọi là La. Cuộc sống giản dị, yêu thương của cặp đôi này khiến họ càng được khán giả yêu mến và ủng hộ. 3. Thu Trang, Tiến Luật. Cặp đôi hài Thu Trang, Tiến Luật cũng là một trong những cặp đôi được yêu thích trong showbiz Việt. Thu Trang đến với Tiến Luật khi đời sống hai bên gia đình không quá khá giả và thậm chí còn thiếu thốn. Vì thế, họ thấu hiểu sự chở che và vun đắp của từng thành viên dành cho nhau. Hiện tại, gia đình Thu Trang, Tiến Luật đã có một bé trai kháu khỉnh là bé Andy. Chỉ cần nhìn tấm hình gia đình đã đủ thấy hiện giờ cặp đôi này đang thật sự rất hạnh phúc và viên mãn. 4. Thủy Tiên, Công Vinh. Được mệnh danh là Victoria Beckham của Việt Nam, Thủy Tiên và Công Vinh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của họ. Trên nhiều bài báo mà họ từng tham gia trả lời phỏng vấn, người ta vẫn thường hỏi tại sao một chàng cầu thủ bóng đá lại có thể quen và yêu một cô ca sĩ. Và đặc biệt hơn là họ đã quyết định đi đến hôn nhân chứ không chỉ là một mối tình của tuổi trẻ. Câu trả lời dù ngắn gọn hay chi tiết thì cuối cùng vẫn tóm lại được bằng một chữ duyên. Đúng là cái duyên trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ, trong một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng đã đưa họ đến với nhau. Cho đến hiện tại, bé bánh gạo chính là minh chứng rõ ràng nhất trong tình yêu của họ. 5. Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Trước khi yêu nhau, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã đóng chung phim Trái Tim Hoa Hồng và Rau Muống Tháng 9. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết cho đến khi tham gia Ranh Giới Tình năm 2013 thì nảy sinh tình cảm. Đây chính là cặp đôi phim giả tình thật rất được yêu mến. Họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhìn làng giải trí Việt về cả ngoại hình lẫn tài năng. Và một happy ending, một đám cưới ngọt ngào của cặp đôi đã diễn ra và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả. 6. Tú Vi, Văn Anh. Sau khi đóng cặp trong phim Bếp Hát, một năm sau đó, Văn Anh và Tú Vi công khai yêu nhau trên truyền thông. Vào lễ tình nhân năm 2014, cả hai đã từng có lần thừa nhận rằng tính cách của hai người trái ngược nhau. Tú Vi sôi động hoạt bát trong khi Văn Anh trầm tính và sống nội tâm. Ban đầu, họ đã nhiều lần không hiểu nhau nhưng thời gian trôi qua, hai mảnh ghép của làng điện ảnh như bù trừ cho nhau để tạo nên một bức tranh tình yêu hoàn hảo. Đám cưới vừa qua của cặp đôi này cũng đã nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người. Chúc cho họ mãi yêu nhau và hạnh phúc như vậy. 7. Trấn Thành, Hari Won. Cách đây hơn 2 năm, cộng đồng mạng gần như dậy sóng trước thông tin Trấn Thành hẹn hò Hari Won. Trước đó, Hari Won đã có cuộc tình sâu đậm kéo dài đến 9 năm với rapper Tiến Đạt. Thế nhưng cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau đó không lâu, người ta vô tình bắt gặp Trấn Thành và Hari tình tứ bên nhau, trao nhau những cử chỉ thân mật trên mức tình bạn bè. Vượt qua dư luận, giờ đây Trấn Thành và Hari Won đã trở thành một trong những cặp đôi có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất showbiz. Vợ chồng Hari Won, Trấn Thành chia sẻ, ở giai đoạn đầu chung sống, cả hai đã nhận những đắng cay sóng gió gấp 2, gấp 3 lần các đôi vợ chồng bình thường. Thế nhưng đến hiện tại cả hai vẫn hạnh phúc với cuộc sống sau hôn nhân ngọt ngào. Đã kết hôn được vài năm, nhưng ai cũng phải thừa nhận Trấn Thành, Hari Won lúc nào cũng như cặp đôi đang yêu. Ngay khi mới công khai chuyện tình cảm, họ đã gặp không ít sóng gió, nhưng hiện tại cả hai nhận được nhiều tình cảm yêu mến và sự quan tâm của khán giả. 8. Trường Giang, Nhã Phương.
Năm 2016, sau khi vừa xác nhận tình cảm với Nhã Phương, Trường Giang tiếp tục vướng vào mối quan hệ phức tạp với Quế Vân. Ai cũng nghĩ mối tình quan hệ của cả hai sẽ rạn nứt sau scandal này, nhưng Nhã Phương vẫn bên cạnh, tay trong tay cùng bạn trai về ra mắt gia đình, phủ nhận tin đồn đường ai nấy đi. Chưa dừng lại ở đó, trong suốt thời gian yêu nhau, Trường Giang liên tục vướng nghi án tình cảm với nhiều người đẹp như nam em Khánh My. Hạnh phúc và tổn thương là những gì cặp đôi đã nhiều lần trải qua. Đó cũng là lẽ thường trong tình yêu. Nhưng điều quan trọng là đến cuối cùng Nhã Phương vẫn là người bên cạnh Trường Giang, cùng anh bước qua sóng gió. Giờ đây họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc trong showbiz Việt, bất chấp những tin đồn không hay trong quá khứ. 9. Ông Cao Thắng, Đông Nhi. Sau 11 năm yêu nhau, ông Cao Thắng đã cầu hôn Đông Nhi và đám cưới cổ tích đã diễn ra. Họ là một trong những cặp đôi hiếm hoi của showbiz Việt giữ được tình yêu đẹp. Bắt đầu đến với nhau từ những ngày chập chững bước chân vào làng giải trí cho đến nay, họ đã là những nghệ sĩ đình đám. Tình yêu của Đông Nhi, ông Cao Thắng được ví như là thanh xuân của rất nhiều người trẻ. Họ nghe nhạc rồi trưởng thành cùng sự gắn kết bền vững ấy. Có lẽ không phải ai cũng đủ bao dung và dũng cảm để giữ ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi trong suốt một thập kỷ. Nhưng ông Cao Thắng và Đông Nhi đã làm được điều đó. Đơn giản vì tình yêu của họ thể hiện từ những việc nhỏ nhất. Họ luôn nghĩ đến nhau và luôn đặt cảm xúc của đối phương lên trên hết. Năm 2015, ông Cao Thắng quyết định dừng ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ sự nghiệp của Đông Nhi. Ở vị trí mới, anh vừa là người điều hành, vừa là quản lý, theo sát và chăm sóc Đông Nhi trong mỗi lần cô đi diễn. Rất hiếm khi thấy Đông Nhi chạy show mà không có bóng dáng quen thuộc của ông Cao Thắng. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi chưa bao giờ thể hiện một cách quá đà. Có lẽ trong tình yêu, càng giản đơn lại càng bền chặt. Cái kết viên mãn của cặp đôi khiến không ít người phải ghen tị. 10. Minh Khang, Thúy Hạnh. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này từng khiến showbiz Việt ngã ngửa bởi chênh lệch quá lớn về cả tính cách lẫn ngoại hình. Trong khi Thúy Hạnh là người đẹp nổi tiếng đất Bắc, được cả thanh lẫn sắc, thì Minh Khang khi đó lại chỉ là một nhạc sĩ sài thành, hoàn toàn không phải đại gia cũng chẳng có lợi thế về ngoại hình. Thế mà chỉ sau 6 tháng hẹn hò, Thúy Hạnh khi đó đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp đã quyết định vứt bỏ tất cả, từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn xây dựng cuộc sống gia đình với Minh Khang từ hai bàn tay trắng. Thời điểm làm đám cưới với Thúy Hạnh, anh gần như không có gì trong tay, thậm chí tiền làm đám cưới cũng phải đi vay mượn. Thế nhưng rồi, qua bao năm tháng, cặp đôi vẫn nỗ lực cố gắng làm việc không biết mệt mỏi. Giờ đây, cả hai đã có thể vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên hai cô con gái nhỏ. Bất cứ lần nào xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều khiến khán giả phải vô cùng ghen tị khi thấy họ dù đã hơn 10 năm chung sống, nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc và lãng mạn. Không ít lần Minh Khang vừa nói về vợ vừa rơi nước mắt vì xúc động, chính những tình cảm chân thành của cả hai dành cho nhau đã gắn kết họ cho tới bây giờ. Sự tin tưởng, nhường nhịn, thấu hiểu chính là chìa khóa để họ trở thành gia đình kiểu mẫu của làng giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!